vẫn không. Đi xe vô má này đi. Chứ đi đâu nữa, gắn con người gỡ cái đây đây, treo đây. Túa tôi nó chết đùa tua chống rồi. Vườn cây mình là nay là 19 tháng. Gắn cái đây một cái để mình quay dữ liệu công ty thôi. Rồi, chưa có chừng nào nói thì nói, tình vô trước. Vườn của chú ba vườn bên nào? Đây từ cái ống này qua đó của chú Tình. Điền Tình ở đây, Tình là chú mày. Tình qua chú thì từ đây ra tay về. Nè gắn cái clip đâu đi. Bên nào cũng được đi. Không có, nó người ta qua quấn đây. Đi qua đây anh Tình. Được. Qua bên Tình. Còn bên đây tao qua bên đây. Bây giờ là anh Tình anh trồng mít ruột đỏ sơ đỏ luôn nè quý vị. Trồng mít ruột đỏ sơ đỏ luôn nè. Ừ. Vừa rồi là tủ. Mít đấy ruột đỏ sơ đỏ rồi. Cái bữa là tủ lên đây là để mục đích là để cho cỏ nó khỏi lên hay sao? Rồi. Như nắng ở chỗ này dùng nắng. Em cỏ. Em cỏ phải không? Em cỏ giữ ẩm cho cây. Em cỏ giữ ẩm cho cây. Rồi cái này là mình tự mình suy nghĩ mình em cỏ giữ ẩm hay là sao hả anh? Tự suy nghĩ phải không? Rồi. Em đo cái độ pH hay đo độ pH này nghe cho tầng rễ em xíu xíu nữa rồi em nói cho anh nha. Rồi. Em nói cái vấn đề rôm này trước cho anh hiểu nè nha. Rồi. Bây giờ em cào ra chỗ đây cho anh coi này. Rồi. Đây, em cào ra chỗ đây cho anh coi này nha. Anh thấy đất nó chai không? Thấy chai với rõ ràng nghe nữa. Cái việc ém rôm á là em đồng ý với anh là ém rôm á là nó sẽ làm cho giữ ẩm cho mình. Ok. Rồi. Nhưng mà cái ém rôm này á là nó bất lợi, nó là làm cho cỏ không có lên chỗ này. Anh sợ là cỏ nó sẽ ăn phân. Anh sợ chứ nữa, đầu tiên nghĩ là vậy á. Cái cỏ á nha, em giải thích cho anh luôn nha. Cái nếu mà chỗ nào có cỏ á, cái rễ cỏ á, nó len lỏi đất làm cho đất anh nó sốt nha. Đất anh nó sốt. Còn cái room này là anh tủ, là em đồng ý với anh là anh tủ, ví dụ như cái thời gian mà cây nó nhỏ lúc anh trồng anh tủ lên trên nó khỏi cháy cái đầu rễ thì ok. Còn cái cỏ á, nó mọc lên nó làm cho sốt đất, nó cũng giữ ẩm nha. Cỏ là cỏ rau trai là ok nhất. Không, cái này là em có bé có gì là cái nào mới ruộng nữa nè, xịt chết phá luôn phải không? Cái này là em mới nãy em cũng như anh nói, em trước khi em tới chỗ vườn là em cũng nói với anh thực tế như vậy, thì cái này em nói thật là nó thật hết chứ không phải là em có ý thực tế. Rồi. Bây giờ rôm như vậy nha. Ừ. Tiếc là chắc là rôm rồi là chuẩn bị làm nên như vậy, thì anh thấy nè, rôm nếu anh tủ á, anh tủ rôm bên ngoài có nãy là giữ ẩm hay tạo thành phân á, thì mai mốt anh cứ để bên ngoài này rồi xong rồi anh lên lớp đất á. Anh ốp lên, anh ốp rôm ở trong này luôn cũng được nha. Còn ống nước á là bây giờ anh dời ra giùm em giờ này, bây giờ cây đang thiếu đất này nha, anh thấy thiếu đất á, sao thiếu đất biết không? Rễ nó ra tới đây rồi, bây giờ cây này đang bị bệnh thì sẵn ở đây cây em nói luôn này, cây thiếu đất thì bây giờ á là qua cái mùa nắng thì chắc là ăn tết xong thì lấy cái đất chỗ đây. Rồi. Lấy đất rồi anh ốp. Và anh ốp giùm em là từ ở trên này anh xuống, anh canh xuống đây là 20cm là một găng tay. Thì nghe chỗ này bật tân cấp giùm em nha. Ốp một lát đến hai lát của cái sẻn thôi. Thì ốp vô đây. Và cỏ anh để giùm em, cỏ rau trai. Cái này là nói về vấn đề cỏ, đừng có sợ là cỏ nó ăn phân. Nó ăn cái gì nó trả lại đất cho anh. Nó sẽ chết, nó tạo thành phân. Anh cắt cỏ, anh tạo thành phân. Thay vì anh đi mua phân bò. Đây, qua chỗ đây, đây, cỏ đây. Dạ, chỗ đây này, bây giờ mình sẽ phân biệt rất là rõ ràng cái chỗ này cho mà mọi người, chỗ đây ở dưới này nè, thí dụ như đây cho nó chai, anh thấy không, nó chai rõ ràng, thấy không, chọt xuống này nó chai nè, còn bây giờ ở chỗ này nó rất là sốt, anh thấy nó sốt không, nó sốt rõ ràng. Khi anh tưới nước, anh tưới phân, cái phân á nó sẽ theo cái rễ của cái cỏ nó đi xuống, nó cứ ăn đi nữa, nó ăn chỉ một phần thôi. Tại vì bây giờ anh biết này, cái cỏ của mình so mình khi mình đi phá cỏ hay là mình làm cỏ là chỉ có cây rau màu, cây lúa là cái cây cùng cấp với nó. Còn cái cây sầu riêng là nó phát triển nó nhờ cái hệ sinh thái, cái cỏ nó rễ cỏ len lỏi xuống dưới làm cho cái rễ cỏ của mình nó có độ thở, có oxy để thở. Cái này là hội thảo đầu bờ nha bà con. Cái này cái chỗ nào có cỏ là đất nó sốt, em bảo đảm với anh luôn.
Và anh bây giờ anh cũng đã thấy rồi. Thì bây giờ á, là bây giờ thôi giải quyết như thế nào. Cái rôm này anh cào xuống cho em, thả dưới này luôn. Thả dưới này luôn. Sau này á, cái rôm này á, nó sẽ là cái rễ sầu riêng nó ra ngoài này này. Nó sẽ là cái tầng phân hữu cơ. Trời. Trong vòng mà 3-4 năm thì nó sẽ tan thành tầng phân hữu cơ cho anh. Còn em hiểu là sẽ cỏ mục đích. Mới nãy vô là em biết là anh tủ cỏ là mục đích là để chặn không cho tủ rôm chứ. Mục đích là không cho cỏ nó lên. Đó, anh thông nhắn không? Đúng rồi. Anh Tinh. Đúng. Mình vừa sợ nó cạnh tranh với sợ cạnh tranh dinh dưỡng. Đúng. Thì cái câu chuyện mà sợ cạnh tranh dinh dưỡng thì sẽ giải thích là cây rau màu, cây lúa là hai đó nó cùng thời điểm, cùng tháng, cùng phát triển, cùng năm, cùng ngày luôn với nhau. Thì mấy cây đó, còn cây sầu riêng là nó đang phát triển. Thế nên á, bây giờ á, để cái cây sầu riêng phát triển thì anh sẽ giữ giùm em cái cỏ rau trai. Cao quá thì anh cắt. Cao quá rồi cắt. Mùa mưa thì chủ mùa mưa ha, chủ đạo là mùa mưa thì hai găng tay, từ ở trong này ra hai găng tay. Chị anh sạch ra cho em. Ha, gọi bên này vẫn cỏ và đất thì ăn xong Tết cái tháng 2 thì anh đắp giùm em. Đắp ở dưới này lên ha. Đắp từ trên này xuống ra đây. Ha, đắp hai giá và cái đất lấy ở đâu luôn nha. Đừng có lấy dưới mương cái lên nha. Đây. Đúng rồi, lấy dưới đây, đắp lên dưới đây. Rồi này 1-2 găng là tôi đi đắp đi xuống. Một găng tay nghe đây hả? Một găng tay len thôi. một len đến hai len thì mình ra nó ra vào đây, xong bắt đầu xeo nữa thì mình đắp hai len nữa thì nó sẽ bài như một cái nón úp của mình. Từ từ xuống rồi. Xuống đây một găng đúng rồi, xuống đây cứ xuống đó đúng rồi, bỏ xuống một găng rồi. Dạ rồi vậy đi rồi bây giờ cái đất á, lấy từ đất chỗ này nha, đất ở cái mặt này nha. Đất mặt này đắp vào đây, sau đó lấy cái bùn ở dưới kia đắp và trả ở chỗ này. Đừng có lấy cái bùn mà quất lên đây, quất lên đây vô tình mình bao cái mùng nó lại luôn á, giống như bịt cái bao ni lông lại luôn á. Nó không có thở, rễ được thở, rễ nó cần oxy. Đây thì bây giờ thì em cũng nói với anh luôn, để lại coi cái độ pH coi cái đã. Độ pH 5 chấm, quay cho bà con coi. Rồi được rồi, 5 chấm hay chưa được đâu nha anh. Đất là đất đây còn phèn. Phèn hả? Phèn. Rồi xử lý sao? Có cái xử lý bây giờ ở đây á, là xưa anh tưới phân là anh tưới bằng hệ thống quò nèo hay là anh tưới bằng gì đây? Tưới thùng. Tưới thùng ha. Thùng. Thùng dồi tưới. Bây giờ anh ráp luôn cái hệ thống quò nèo thì tốn cái bồn 200 lít nước. Cái bồn 200. Anh mua sao? Anh biết ráp cái bồn không? Biết ráp không? Chưa biết luôn đi. Cái mấy bồn nó, ở đâu? Nó có để chuẩn bị vô coi cho mình rồi. Rau sẵn ở đây làm luôn rồi, chỉ luôn. Rút anh cái độ pH tí cầm để quên. Rau sẵn ở đây làm luôn này. Tại vì á em chỉ cho anh này cái xử lý phèn để tăng độ pH nhanh nhất là vôi. Thấy không? Mà vôi không có rải, em chỉ cho anh để tiết kiệm cái chi phí luôn. Nha. Khi cái mé bồn của anh đây, nghe chỗ đây. Đây, nó sẽ hút cái từ dưới kia lên. Chứ nữa, anh đặt giùm em một cái bồn phân. Đây là ví dụ là cái bồn phân. Chứ nữa, cái bồn phân nằm ngay đây. Cái bồn để anh tưới phân nằm ngay đây. Để tưới thuốc, tưới này nọ nằm ngay đây. Thì bây giờ là cái ống nước anh phải câu từ. Có nghĩa là cái mé bồn nó hoạt động, nó sẽ hút nước làm sao làm. Thì anh câu này. Đây là cái ống này, ống mùi này. Cái ống mùi có thể mình sử dụng luôn để hút được luôn. Rồi, thì nó kêu để gì đó, nó làm lấy cái ống mùi. Đúng rồi, để làm cái ống mùi. Nhưng mình có thể xử lý cái, nếu như không á, mình sợ bất tiện quá thì mình có thể làm một cái ống khác để cái máy bồn nó hút. Khi máy bồn nó hoạt động nó hút được cái bồn nó ở trong này. Đó, nó anh kêu làm mấy nó gắn cái này vô phải không? Dạ. Cái này đưa này ra là mình làm một cái nặng ba nữa. Rồi làm nặng ba nữa, cái ok. Nặng ba nữa là mình đưa ra ngoài đó làm cái thùng, còn cái chỗ này đó là mình khóa lại. Đúng rồi, khóa lại. Khóa lại cái nào khi nào mình qua đó thì mình mở, còn cái nào mà mình mồi thì mình đóng cái kia lại mở này. Không. Thì bây giờ cái tốn cái bồn đấy anh tốn khoảng 2 thùng bia thôi, không nhiều hết. Không, cái này thiệt có 2 thùng bia thôi. Thì bây giờ á là cái đấy là nước hút là chú biết rồi vậy nữa. Trời. Còn nước để vô bồn. Nước vô bồn mà lấy từ nước ra đây này vô này. Cho nó vô là xong. Thì bây giờ anh chỉ anh xử lý là rẻ nhất là anh lấy vôi. Anh bỏ vô một cái bồn 200 lít nước đi chẳng hạn, anh bỏ 20 kg vôi, bỏ vô cái bao mít. Trời. Bỏ vô cái bao mít nha. Bao hồ mít mình ha. Cái bao cái bịch mà bịch là bao lưới mít, cái lưới bao mít á, 2-3 lưới gì cũng được. Mình bỏ vô đó. Rồi đây ha. Rồi để mình lọc á, rồi xong rồi á là cái nước khi mình tưới nó lấy nước trong nó tưới. Đó, thì nó tưới trong cái vườn của mình. Là để nó tăng cái canxi cũng là tăng cái độ pH cho vườn của mình. Vôi. Thì đó là rẻ nhất. Bây giờ chưa có không kịp thì bây giờ tôi tưới bằng thùng vôi. Tưới thùng vôi bây giờ 2-3 bữa nó chú làm cũng kịp mà, chứ thùng vôi chú tưới cả ngày luôn mất công. Cái đó chú đường nào chú cũng phải làm.
rồi là cái gái chúng nắm ra có cái nước vô là từ cái nước ra là vô, xong mình không làm nữa mình khó cái van lại là xong. À, ok bây giờ chúng ta sẽ đi quay tiếp tục cái câu chuyện tiếp thôi. Rồi bây giờ riêng cái cây này nha, riêng cái cây này nó đang bị ngộp rễ, cái rễ này nó không có thở được. Và cái rễ này nó không, cái cây này nói chung là đang bị ngộp rồi. Cái phần sâu này là chú quản lý thường xuyên, nhưng mà có nghiệp một cái là cây nó không có thở được, thế nên tầng rễ nó yếu và không dẫn được dinh dưỡng lên. Rày nó tấn công ở trên thì chúng ta cũng biết rồi, cứ rày nó tấn công. Thì bây giờ á, cào hết ra, bây giờ chịu khó cào hết ra nha. Cào cào quá. Chịu khó cào cái này ra để nó cỏ nó lên giùm con, cào hết ra để nó cỏ nó lên cho nó xốp. Còn á, trước khi chưa cỏ chưa lên nó lấy cái bồ cào xới kéo cái bồ cào, cái bồ cào giống như dạng này này đó đó rồi có hết á. Cái bồ cào kia to quá thì bồ giá dạng bồ cào này nó không có đất gì rẻ rồi chưa hết nó rẻ luôn thì cào nó ra cho nó. Cái chỗ này mục đích làm sao khi mình tưới phân, tưới đồ phân thùng á, anh tưới á, nếu như anh không có cào ra phân nó đâu xuống được, nó đâu có dẫn được xuống đâu, mà trong khi nếu như có cỏ là nó dẫn được đấy nha. Là xử lý cái phần này này phải làm sao cho nó xốp đất ra, nó xốp đất ra cái rễ này nó thở. Và bây giờ sau này cái này nó rễ đâu để cắt đâu để bỏ nó đó, bỏ nó đi. Cái này này sao cái chỗ này này anh làm sao mà nó lòi như cái kem rễ mai vậy đó, nó phải thông thoáng chỗ đây ra để nó không bị ngộp, không bị chết. Lâu lâu anh thấy vườn của anh nó chết la ra chứ hoài không cứ chết chậm. Rồi chết chậm, nó chết chậm, nó ngộp hả, nó ngộp chút đất này nó xét quá cỏ mình không để này nó ngộp đâu có thở được. Mướn mà bán chết chứ. Mướn người ta bằng mướn người ta bằng tủ rôm đồ lắp lại mướn bằng cỏ, mướn bằng cỏ anh thấy không. Bữa nay lên đây là đúng rồi, cũng có lý rồi. Như vậy là tôi cái mình xài mình hàng làm cây lớn, mình hàng cái cuốc, mà cái cuốc của thứ đó bốn cái cành á, bốn cái cành mình cào ra nó đứt cái rễ đây không có sao hết á, không có sợ. Tha nó đứt vài rễ tự dài bữa mình tưới thằng hung mít hậu kỳ thì con mít nó kích lại phục hồi trở lại. Đúng rồi, thì bây giờ dài này cào ra xong thì làm cái thùng đó luôn cho con luôn đi, rồi mình có vậy là cho lòi rễ luôn hay gì, cái rễ này cho nó lòi nè anh. Rồi. Phải lòi này cây nó mới tốt, y như cây mai vậy, nó lòi lên dài mà mình quản lý được. Đây em giải thích cái rễ này, cái rễ này không hút dinh dưỡng nha, cái rễ này không hút dinh dưỡng. Cái rễ này á, y như cái mỗi cành cây vậy này, cái rễ này nó làm gì, nó lưu dẫn dinh dưỡng, có nghĩa là nó dự trữ và lưu dẫn. Còn cái hút là hút bằng nào, hút mấy rễ con này này mấy rễ trắng ở bên ngoài đó. Cái này này rễ nó cũng đang yếu này, rầy nó nhiều mà cái lá nó nhỏ này và đang bị nấm colestotrichum. Để bây giờ cái này là xử lý làm sao, sao cái trước khi mà xử lý cái cây này á, bây giờ mình phải lựa những cái để kiếm cái này để cắm này. Cái này trước khi á mà mình làm vậy này là mình để giảm cho cái sự thoát hơi nước của cây. Thì với những cái cành mà cành bệnh, cành vô hiệu, những cái cành mà nó chỏi qua chỏi lại, anh bấm anh thấy nó khô không, nó khô rõ ràng anh thấy những cái cành này. Dạ. Thì với những cái cành non, cành bệnh, cành xanh, cành mà nó đang non thế nó hút dinh dưỡng của cây, thì anh chịu khó anh bấm tỉa sơ để làm gì, để giải tỏa nó không có thoát hơi nước ra khỏi cây. Cái cây này dù anh có tưới nước cỡ nào nó cũng đang thiếu nước, em báo đá luôn, anh tưới cỡ nào cũng thiếu nước, không có dẫn nước xuống đây. Lý do cái bây giờ cái chỗ này nó chai này, không có dẫn được dinh dưỡng, không có dẫn được nước lên. Và bây giờ những cái cành như thế này đây, thí dụ như quay sát cho bà con coi này, anh thấy cái cành này nó đang màu xanh chết luôn đầu. Anh thấy cành này là nó đang là gọi là non này. Được. Thì nó sẽ tương tự tự giống như cái cành vừa rồi em cầm. Thì bây giờ mấy cành này này bấm bỏ, sát quá đây, sát này bỏ này, để làm đi, để giải tỏa áp lực của nó, trống ra để giải tỏa dưỡng ha, nó hút dinh dưỡng, nó thoát hơi nước đi của cây. Ừ. Nó thoát đi hết hơi nước của cây. Anh thấy nó khô không, khô này thì đường nào nó mấy những cái cành như thế này này nó cũng khô. À, bấm giải tỏa đây, với những cái cành như thế này đâu để làm gì cho nó khô này, bấm bỏ giải tỏa đây, những cái cành này này ở trong này ha, bấm bỏ giùm em, bấm sát luôn, rồi lựa coi những cái cành nào á mà sát này, ví dụ như đây thế này, cái này á để cho vui thôi, mai mốt cái cành này không có lăn trái được đâu, đào lỗ trùng cái trái xuống dưới chỗ này á, rồi vứt đi, vứt giống như cành này là vứt này, ví dụ như cành mà cành hư này. Ừ. Bấm bỏ hết cho nó trống ở trong này ra, đừng có tiếc cành nha. Rồi rồi, thử làm. Ấy mà sao cắt nghĩa lại cái cành bự đó là nó thấp quá, nó đụng dưới đất, nó thấp quá, nó đụng dưới đất.
cái mai mốt nó xà với đất, anh tưới phân, tưới thuốc, anh xịt thuốc á, nó đâu xịt tính vô đây, mà ánh nắng nó không có vô được. Nào, ông đang nghe điện thoại rồi, thôi tự xíu nữa, hôm qua bấm dừng anh cái camera đây.